Có thể thấy được thực lực của hắn cùng với lực ý chí đều phi thường kinh người. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi có thể chữa cho hắn được không? Đường Phu Lân lúc này biết rõ là U Hương Khởi là tiên phẩm kia am hiểu nhất giải độc phương diện này. Khởi là Uất Kim Hương ngạo nghễ nói, thập đại thiên thảo bên trong ta bài danh thứ nhất, có thiên thảo chi vương danh xứng, cái này mộng yểm chi nha độc tố tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng giải độc còn không nói chơi. Người đem y phục của hắn cởi ra, mộng yểm chi nha phi thường phiền toái, nó sẽ thông qua toàn thân lỗ chân lông rót vào trong thân thể, ta cũng cần dùng giá mùi thơm đem độc tố dẫn đạo đi ra giải quyết, ngăn cản y phục không cách nào thành trừ sạch sẽ. Người rất giỏi, ta tới cấp cho hắn cởi quần áo. Đường Phụ Lân lúc này khen Khởi là tiên phẩm ra một câu, sau đó liền bắt đầu cho Lam Phật Tử cởi quần áo. Vừa cởi áo ngoài ra, hắn do dự một chút, sau đó trên người điện quang lập lòe, hình thành ra một trường lưới điện, đem chính mình và Lam Phật Tử bao phủ ở bên trong. Thân thể liên quan đến việc riêng tư, cái này vạn thú đài rất có thể là bị chuyển linh tháp người một mực giám sát và điều khiển lấy đấy. Nếu là giúp người ta, vậy giúp đỡ đến cùng tốt rồi, cùng giúp hắn che lấp sang thoáng một phát. Cởi áo khoác lộ ra bên trong y phục, Đường Phụ Lân cảm giác, cảm thấy Lam Phật Tử có một chút lạ quái gì đấy. Da hỏa này làn da ngược lại là rất trắng, chẳng qua nhìn qua không có gì cơ bắp. Cơ ngực giống như còn nhiều cũng được, phình đấy địa phương khác còn kém nhiều, tay này trên cánh tay, một điểm cơ bắp đều không có, thật là... Đột nhiên Đường Phụ Lân động tác dừng lại, cái này đường cong giống như có một chút không đúng. Hiện tại mới nhìn ra đến, Khởi là Uất Kim Hương ở trong âm thanh mang theo vài phần quái dị, thậm chí còn có một chút nhìn có một chút hả hê. Đường Phụ Lân lẩm bẩm, không phải chứ, Khởi là Uất Kim Hương nói, như thế nào không phải nữ giả chẳng làm đó, chính ngươi đều tinh thông hóa trang thuật, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy khí tức của hắn có một chút không đúng sao, trên người thủy chuông mang theo một ít nhàn nhạt mùi thơm. Đường Phụ Lân lúc này một mặt im lặng mà nói, ta làm sao lại biết rõ, chẳng lẽ ta vẫn sẽ tiến đến bên cạnh hắn đi ngửi ngửi sao, chỉ có ngươi loại này đối với mùi thơm mẫn cảm ra hỏa mới có thể cảm giác được, người này xử lý, có thể hay không không cởi quần áo vì nàng giải độc đây. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lam Phật Tử dĩ nhiên là nữ, tuy rằng hiện tại còn không có hoàn toàn chứng minh đúng vậy, tuy nhiên trước mặt thân hình của nàng đường cong đến xem, đã hầu như có thể thừa nhận. Khởi là Uân Kim Hương có một chút nhìn có một chút hả hê nói, bèo nước gặp nhau không cứu cũng không sao cả, quên đi, cái này mộng yểm chi nhá phi thường độc, này hiện tại chúng độc đã sâu, nếu là một hồi sẽ qua má, đồng tận xương túy, ta liền cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho nàng vĩnh viễn ngủ dài xuống dưới, thẳng đến tử vong, có cứu hay không chính là người xem đi. Không muốn, ngươi cởi cho nàng đi. Đường Phụ Lân lúc này có một chút buồn bực mà nói, làm sao lại gặp gỡ loại sự tình này mà rồi hả? Lam Phật Tử kia, Lam Phật Tử, ngươi nói ngươi là một phụ nữ, đều cái gì thật sự vô kén xé, cái này có phải điên rồi hay không? Khởi là Uất Kim Hương nói, ta không được làm lữ thụ thụ bất thân, ta là làm sinh, hơn nữa ta cũng sớm đã cùng với người yêu của ta tán làm một thể rồi, chúng ta là loài lưỡng tính, không có khả năng làm chuyện này mà. Đường Phụ Lân hồn hển nói, ngươi không thể nào chẳng lẽ có thể, cái này gọi là chuyện gì, vô luận hắn như thế nào bày mưu nghĩ kế, gặp phải loại sự tình này, cũng có một chuôn trở tay không kịp cảm giác, trong lòng phiền muộn tột cùng, lúc trước Lam Phật Tử còn lời thề son sắt nói ra tìm được ra tình yêu gì gì đó, vừa thấy đã yêu gì gì đó, có thể suy nghĩ cả nửa ngày, gia hỏa này vậy mà cũng là nữ, nàng cái này muốn không phải cố ý tới quấy rối đấy chứ, chính là hướng giới tính có vấn đề. Nhưng vô luận như thế nào lúc này ở trước mặt chính mình là một cái thần chúng kỳ độc thiếu nữ, may mắn không phải ở trong lần trước chính mình cái loại này độc, bằng không mà nói, cái kia thật sự có thể chính là phiền toái hơn rồi. Lắm chân lão bản đi, Khởi là Uất Kim Hương mang theo vài phần chuyển xu mười vị nói lấy. Đường Phụ Lân hùng dữ mà nói, lần trước tạ tình lá ta chúng độc thời điểm, người có phải hay không cũng có thể giải, chính là dược vật người cũng biết. Không biết, hẳn là khả năng, đại khái có thể, có điều cái kia đối với ngươi mà nói không phải công việc tốt, đương thời ta vừa phát hiện không đúng, vội vàng liên tục cảm giác đến phòng bế, cũng không nhìn trộm chuyện tốt của các ngươi mà, Khởi là Uất Kim Hương cười ha ha rồi nói. Đường Phụ Lân khóe miệng co giật lại một thoáng một phát, cho tới nay hắn đều cảm thấy rất đáng tin cậy hồn linh chính là Khởi La, nhưng mà Kim Ngô cùng với Phách Vương Long linh trí đều tương đối có hạn, cũng không có cao đẳng trí tuệ, hiện tại xem ra cái này Khởi La cũng không phải như vậy đáng tin cậy.
thở sâu ngưng thần lỗ khí, tinh thần phóng ra bên ngoài, thuần túy dùng tinh thần lực lượng cảm thụ làm Phật tử vị trí. Điều Vũ Lân nhanh nhẹn tiến lên trên, đem nàng quần áo xài trừ, toàn bộ ở trong quá trình tận khả năng giảm bớt cùng với thân thể của nàng tiến hành đụng chạm. Nhưng cỡ những cái kia tiếp thân quần áo thời điểm, lại làm sao có thể một điểm đụng vào trong cũng không có cơ chứ. Chạm tay trắng nõn nhạt nhạt mùi thơm xông vào trong mũi, mặc dù là nhắm mắt lại nhưng nhiều chương có chỗ trùng kích. Đường Vũ Lân chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, cổ Nguyệt Na, cổ Nguyệt Na, cổ Nguyệt Na. Dù sao lúc trước đối mặt với Đới Vân Nhi thời điểm đó, hắn đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không lãn. Định lực này tuyệt đối không đầy đủ, chẳng qua là chuyện này làm cho quả thực là có một chút lúng túng. Cuối cùng là cởi đá xong, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy lưng của chính mình tàn bắn ra mồ hôi. Dùng tu vi của hắn, mồ hôi xuất hiện ra loại sự tình này cơ hồ rất không có khả năng xuất hiện, nhưng như bây giờ chính là chân thật đã xảy ra. Khởi La, nhanh đến đây. Được rồi, lần này Khởi La Uất Kim Hương không có lại trời liều. Một đóa màu hồng phấn đại hoa tại Đường Vũ Lân trên người hiện hiện ra, nhàn nhạt màu hồng phấn vầng sáng hạ xuống, bao trùm tại Lam Phật Tử trên người. Khởi La Uất Kim Hương chính là tuyệt thế thiên thảo, lại có ưu hương Khởi La thiên phẩm danh xứng. Khi mà mùi thơm có thể giải bách độc, càng có thể bách độc bớt sấm, tại khí tức của nó thấm vào trong phía dưới rất nhanh, Lam Phật Tử óng ánh sáng long lánh làn da mặt ngoài dần dần xuất hiện ra tầng một tĩnh mịch màu đỏ tươi giọt nước, lồng đậm giọt mùi thơm hơi thở cũng tiếp theo xuất hiện. Khá lắm, thật sự là hấp thụ không ít. Thể chất của nàng coi như không tệ. Bản thân nàng bảo vệ rồi nội phủ, không có bị cái này ác mộng độc tố hoàn toàn ăn mòn. Bằng không mà nói, một khi nhập não, ô nhiễm tinh thần trí hải, cái kia thật sự có thể nói là không có biện pháp nào rồi. Khởi La Uất Kim Hương một bên giải độc, còn một bên phân tích. Đường Phụ Lân lại nói, ngươi đừng nói đầu đầu rồi được hay không, nhanh đến đây đi, lấy giã xong tốt chưa cho nàng mặc quần áo vào. Khởi La Uất Kim Hương đã chèm màng thoáng một phát, sau đó ủ ra mà nói, lão bán ngươi còn nhớ rõ ràng, nàng cái kia quấn không biết bao nhiêu vòng quấn ngực là thế nào quấn lên trên đi đấy sao, ta cảm thấy người này khả năng không nhớ rõ. Đường Phụ Lân khóe miệng co giật, nữ nhân như thế nào phiền toái như vậy. Đúng vậy, vừa rồi giải thời điểm liền dân tôn tốn sức đấy, đẩy thân thể của nàng ngửa ngày mới là đều lấy xuống, chỉ là một lát tiếp xúc với thân thể của nàng tối đa. Đừng có nói nhảm, ngươi nhanh lên giải độc đi. Không sai biệt lắm lão bán, cơ bản độc tố bài xuất tới, cái này ác mộng độc tố sẽ ở trong không khí tự nhiên sẽ phát ra, hơi chút đợi sáng cái 2 phút liền tự nhiên là biến mất. Được rồi, ngươi yên tâm, ngươi hút đi vào trong cũng không có chuyện gì, ngươi có ta đây sẽ không trúng độc đâu. Nghe lời này, Đường Phụ Lân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu không cần chính mình cho nàng lau người gì gì đó. Nói một cách khác thì càng lúng túng, về phần cái kia cuốn ngực gòm góp cuốn lên trên đi liền là rồi. Về phần cuốn đúng hay không, ai lo lắng, cho nàng mặc xong quần áo bỏ chạy ra một chút. Cùng lắm thì dùng tinh thần lực lượng giám sát và điều khiển bên này là hay không an toàn. Dù sao nàng cũng không biết là chính mình cứu được nàng, như vậy có thể tránh cho lúng túng. Đúng, cứ làm như vậy đi. Nghĩ thông suốt những thứ này, lúc trước lúng túng cũng liền biến mất rất nhiều. Chỉ cần không có bị Lam Phật Tử phát hiện ra là mình giúp nàng làm cho y phục, hết thảy liền khá tốt. Về phần của nàng cái kiền nữ giả trang nam sự tính, chính mình giả vờ không biết là được. Điện quang quanh quấn, chiếu sáng chung quanh, ngăn cách hiệu quả hẳn là có thể, chẳng có thể nào không bị giám sát và điều khiển đến. Có lẽ Khởi La Uất Kim Hương nói ra. Đường Phụ Lân lúc này phản ứng cực nhanh, lóe lên trên thân thể đã đến Lam Phật Tử trước mặt, một âm thanh dày nặng thân thể mềm mại của nàng, tay kia nắm bên trên cái kia quần ngực, muốn hướng bên trên người của nàng quấn quanh. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bầu không khí giống như có một chút không đúng, bởi vì vẫn luôn luôn nhắm mắt lại đấy, chỉ có thể dùng tinh thần lực lượng đi cảm thụ, cho nên cảm giác ngược lại sẽ rất rõ ràng. Sau đó hắn cũng cảm giác được một hồi cuồng phong kéo tới. Bụp một cái, một bàn tay hung hăng quất vào Đường Vũ Lân trên mặt, quấn thân thể của hắn nghiêng một cái, trong ngực người này cũng đã trống đồng suy yếu, mất đi trọng tâm lập tức cũng một chỗ té lên trên mặt đất. Đường Vũ Lân lúc này chết không chết vừa vặn đặt ở trong ngàn cái kia thân không mảnh vải trên người. Theo bản năng mở ra hai mắt, Đường Vũ Lân chứng kiến chính là một đôi gần như tại phóng hỏa đôi mắt, cái kia ủy làm sắc ở trong đôi mắt phun ra lấy cực kỳ phẫn lộ hỏa diễm, phảng phất muốn đem chính mình đốt ra thành tro bụi như vậy. Đường Vũ Lân trên mặt nóng già rát đau, từ lúc chào đời tới nay, đây là hắn lần thứ nhất bị người ta làm mất mặt vậy. Lam Phật Tử bởi vì như cũ là làm tính khuôn mặt, nhưng lúc này Đường Vũ Lân lại có thể rõ ràng cảm giác được dưới người của mình áp chế chính là một cỗ tràn ngập có giãn thân thể mềm mại. Nhất là hắn cái kia bị quấn ngực trói buộc ra địa phương, cực kỳ áp bách cảm giác.
đừng có hiểu lầm, ta tại giải độc cho ngươi. Đường Phụ Lân lúc này bộc phát ra, bắt được Lam Phật Tử lại muốn lại phát động ra công kích hai tay, đem nàng đè xuống mặt đất. Những động tác này lại làm cho hai người thân thể tiếp xúc ra càng thêm chặt chẽ thêm vài phần. Khốn khiếp, ngươi thả ta ra. Lam Phật Tử lúc này phẫn lộ phảng phất muốn phản cuồng ra, mãnh liền sỉ nhục cảm giác chuyển khắp toàn thân, thân thể không khống chế được mà run rẩy. Ngươi đừng liên tục công kích nữa, ta thật sự là tại cứu ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ ràng chính mình trúng độc? Nếu không phải ta, ngươi vĩnh viễn đều là vẫn chưa tỉnh táo lại rồi. Ngươi cái này, ngươi như thế nào lấy oán trả ơn? Dứt khoát, Đường Phụ Lân phản ứng rất nhanh, lập tức bỏ ngay chính mình. Lam Phật Tử lúc này ngẩn người, lúc trước trí nhớ dần dần sống lại, nàng nhớ lại chính mình gặp phải mộng yểm thực nhân hòa về sau, thân vất vả lao ra lớp lớp vòng vây, nhưng chúng độc lại càng ngày càng thảm. Hoàng hôn chạy bừa chạy băng ra phía dưới, kinh động đến rất nhiều hồn thú vây công. Nàng vừa đánh vừa lùi, nhưng mà thân chúng độc tố lại dần dần phát tác. Mặc dù nàng đã toàn lực đi áp chế, nhưng độc tố bị áp chế hiệu quả như cũ là không tốt. Mắt thấy sợ chết hồn thú miệng ra ở bên trong là lúc này mới đã có một chút cuối cùng bộc phát. Lúc này thân thể nhiều trước ở vào suy yếu trạng thái, nhất là tinh thần chi hải thậm chí có vài phần khô kiệt cảm giác. Đây đều là tiểu hào nghiêm trọng biểu hiện. Nếu không có như vậy, vừa mới quất vào Đường Vũ Lân trên mặt một cái tát kia tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy.